Ví dụ 1 của thầy như sau là x trên 2 bằng y trên 4, tìm x và y. Biết câu A là x cộng y bằng bằng 9. Thế thì các em mới thấy rằng là ở ví dụ 1 này chúng ta vừa lựa chọn cách 1 hay cách 2 làm sao đó để cho nó phù hợp với yêu cầu của đề bài. Thế thì các em thấy nhá, thầy có là x trên 2 bằng y trên 4 mà thầy lại có x cộng y bằng 9. Thế thì cái chuyện chúng ta áp dụng giải tỉ số bằng nhau thì rất đơn giản. Tại vì chúng ta nhớ rằng tính chất giải tỉ số bằng nhau, chúng ta chỉ cần cho tử cộng tử và mẫu cộng mẫu là chúng ta xuất hiện ngay được x cộng y thôi. Cho nên chúng ta sẽ sử dụng ví dụ câu A ví dụ 1 này là chúng ta sẽ sử dụng cách 1 và cụ thể là như sau. Các em tập trung đây cho thầy nhá. Thầy có ví dụ 1 như sau này. Thầy có x trên 2 bằng y trên 4. Câu A là x cộng y bằng bằng 9. Vậy thầy sẽ làm như sau. Thầy áp dụng tính chất của giải tỉ số bằng nhau, tính chất giải tỉ số bằng nhau, giải tỉ số bằng nhau. Đó, thầy áp dụng tính chất của giải tỉ số bằng nhau, cụ thể là thầy có x trên 2 bằng y trên 4 và bằng x cộng với y trên 2 cộng 4, đúng không nào?